Tao quay hơn một mấy chục giây coi. Con còn chị Phi à? Dạ. Nói Barbie xem Barbie làm sao. Barbie ơi, con thích Barbie về. Nhưng mà giờ con chào ông bà nội đi. Con chào ông bà nội. Ông bà nội khỏe không? Ông bà nội khỏe không? Con đang bị sổ mũi. Con đang bị sổ mũi. Con không thích đi xe hơi. Con không thích đi xe hơi, con muốn thích đi xe máy. Xong rồi con bị nắng và con bị sổ mũi. Xong rồi con bị nắng và con bị sổ mũi. Con thích chay. Con. Con thích. Thích bà tình bạn. Con thích ai? Từ từ con thích ai? Thích ca ca lại. À thích ca ca. Ca ca với lại thích bạn Xuân Vinh nữa luôn á. Xuân Vinh là hả? Xuân Vinh. Xuân Vinh hả? Dạ. Rồi Xuân Vinh có thích con không? Dạ không, bà Xuân Vinh kéo cái váy con luôn á. Rồi ca ca có thích chơi với con không? Dạ có. Biệt. Nhưng mà ca ca nói thiệt, ca ca nói kêu là không được vô váy được luôn á. Ừ. Rồi con có thích mặc đồ của sơ giống như sơ Quỳnh không? Dạ không, nhưng mà con muốn ma sơ mặc cái áo này luôn. Ừ, đồ này đồ em bé mà sao ma sơ mặc được? Dạ mai qua thứ. Thứ hai. Dạ mai qua thứ bảy là ngày mai á, là qua thứ hai xong rồi ngày mai qua thứ bảy. Thứ hai rồi tới thứ ba chứ. Thứ hai rồi mới thứ ba xong rồi. Thứ tư. Rồi thứ bốn. Mới thứ ba là con mặc đồ ma sơ, là ma sơ sáng sáng cái ba sơ với lại rồi cái mấy bạn chạy đun bia ca là con Minh Xuân Vinh ca ca chay rồi Roy. Ừ. Rồi cảm ơn nhiều nha. Cô ca nữa luôn á. Rồi cảm ơn nhiều. Kết thúc 2 phút.